Nè em ơi, chào tiểu thơ, phải chăng tên em là Thiên Lôi? À, không không phải. Em phải là Thiên Lôi. Không 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 phải. Anh nói em bắt buộc phải là Thiên Lôi. À, bởi vì sao? Vì lần đầu gặp em, anh tưởng tượng ai đó cầm nguyên cái lưỡi tầm sét dán vô mặt mình một cái râm, khiến anh chao đảo như sét đánh vậy. Chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Không đâu cô gái, em đã làm cho anh cảm thấy chán gián, anh cảm thấy đất bằng dậy sóng, anh cảm thấy lòng mình chao đảo. Chắc gì em nghĩ là chắc gì có thể bị trúng gió rồi. Đúng, anh đã trúng gió và em là một cơn gió lạ. Gió hay nói rằng tôi yêu em. Gió hay nói rằng ai lao gió. Em làm cái gì vậy? Em mè cho chắc gì hả? À, điểm thanh nhạc của em chắc cao lắm đây. Dạ. Em ơi, thưa chắc gì. Sao? Chắc gì 40 tuổi rồi. À, mà mình nói chuyện như vậy nãy giờ có hơi sớm không chắc gì? Anh biết sớm, nhưng anh thích. Em có biết không, 40 tuổi rồi anh mới có cảm giác của tình yêu. Every night, my queen. Mình giống Titanic của Trang Sĩ. I feel you, yeah. I love you. Em có thể ngưng hát bè trước khi anh xô em xuống biển. Xin lỗi Trang Sĩ. I feel you, I love you, yeah. Tao chiếm. Đừng à, em ơi chuyện gì vậy? Dạ anh chị ơi, làm ơn giúp giùm em làm tóc, anh có hẹn tối nay, giúp giùm em đi anh chị, em gấp lắm. Em ơi thông cảm giùm nha, tại vì tiệm này đóng cửa hôm nay á, chúng tôi có tiệc. Có tiệc hả? Nhưng mà anh chị ơi có thể nào giúp giùm em được không? Tại em mới dọn tới đây nè, cho nên em chưa có rành, mà tối nay em gấp dữ lắm anh chị ơi. Sao thông cảm giùm đi tụi tôi. Em à, bây giờ em có thể nêu một lý do gì đó chính đáng để tụi tôi bắt buộc phải làm tóc cho em trong khi tụi tôi cũng phải đi tiệc. Lý do chính đáng hả? Khó quá, thiệt em không biết lý do chính đáng. Anh ơi, tiệm tóc của mình tên là Hoài Xuân hả anh? Trùng hợp quá, em tên Xuân Cherry. Ủa anh thấy có trùng có hợp gì đâu em. Tiệm của anh tên là Hoài Xuân, còn em tên là Ri mà. Đúng rồi, đâu ăn nhậu gì đâu. Dạ không phải. Em tên Xuân nhưng mà Cherry là cái nickname của em á anh chị. Nha anh chị ơi, làm ơn giúp em đi, em gấp dữ lắm. Là sao không hiểu gì hết trơn hả? Thôi được rồi. Tiền à, chắc cổ cũng gấp, em đi qua bên tiệc bên đó trước đi, rồi anh sẽ qua sau. Yên tâm đi, anh làm lẹ lắm, anh qua liền. Xin lỗi anh chị, bộ nhà mình cũng đã có tiệc mừng gì hả? Đúng rồi, một đứa cháu ở trong tiệm tôi đạt giải cây kéo vàng triển vọng. Trời đất ơi, vậy mà mình cũng làm tiền đó hả anh? Được đó chứ. Là đậu vớt mà, phải không? Trời ơi. Không phải, anh nghĩ là mỗi người một lý do khác nhau thôi. Dạ. Nhưng mà với tiệm chúng tôi thì đó là lý do để ăn mừng được rồi. Hiểu không? Không sao hết. Dạ. Em qua bệnh trước đi. Thiệt tình luôn á. Thưa anh, em đi. Dạ. Ủa, em muốn cắt tóc hả? Cây kéo đó anh cầm mới đúng chứ? Dạ đúng rồi, em xin lỗi. Dạ anh cắt tới đây luôn nha, mất tiền bạc đi. Anh không phải, em không có muốn cắt tóc. Chứ em muốn làm gì? Dạ em muốn mới đầu thôi à. Ủa vậy hả? Dạ. Thật ra đó, cái cô hồi nãy không phải vợ của anh, chỉ là thợ trong tiệm thôi. Dạ. Anh còn độc thân, thậm chí chưa có người yêu nữa đó. Duyên tiền định rồi, em sẽ không thoát được anh đâu. Bây giờ em làm tóc đẹp để đi hẹn hò với bạn trai hả? Dạ đúng rồi. Em nghĩ sao vậy? Anh làm tóc cho em thiệt đẹp,
đem đi hẹn hò với thằng khác à? À, dạ. À, đáng lắm. À, anh cố ý. Anh xin lỗi. Dạ không sao, không sao. Wow. Rồi. Thôi em dòm cho coi ổn không? Dạ đẹp đó. Quá à. Anh thấy bới này lên nó tôn được cái mặt trái xoan của em lên. Em thấy không? Đó. Ê, tự nhiên làm gấp mà anh thấy hài lòng ghê. Nói nghe nè. Dạ. À, cho anh chụp mấy kiểu hình nha. Để lưu lại cái hình anh chụp á. Ồ vậy hả? Anh đã lưu lại, anh để vô cho thiệp. Rồi, rồi cười. Rồi, quay nghiêng cho anh thấy tóc đó. Đẹp quá. Dạ, dạ, anh đợi em xíu, đợi em xíu. Gì? Phải có cái này nó màu sắc lắm. Rồi, rồi, rồi. Đúng rồi, hợp tác vậy. Từ từ. Ừ, kê cái hoa sắc mặt chút. Đó. Ồ, xinh quá. Đẹp lắm phải không anh? Em muốn chụp không? Đây, anh chụp cho em kỷ niệm một tấm. Ừ. Dạ. Đây, đây. Rồi. Đẹp quá. Rồi. Để em gửi cho bạn em. Ừ. Được ha, khăn để anh chỉnh lại cái này chút xíu là dạ. Đẹp rồi. À, rồi. Rồi. À. Thôi chết rồi anh ơi. Gì cơ, gì gì? Anh ơi, không mấy anh tháo ra giùm em được không? Thôi thì anh thấy cái này đẹp mà. Em cũng thấy đẹp lắm, em cũng thấy thích kiểu này lắm. Nhưng mà anh Phong không có thích kiểu này. Ủa, anh Phong là ai vậy em? Dạ, anh Phong là con của chú Phú, bạn thân của ba em bên nước ngoài mới về á. Tên em có hẹn với ảnh nè, nhưng mà anh không có thích kiểu này rồi anh ơi. Em, sao cha con tên là Phong Phú mà đời sống không phong phú vậy? Kiểu này đẹp mà, chứ giờ anh Phong anh thích cái gì? Anh nói là tóc này nó bị già lắm, giống như nhìn em lớn hơn mấy chục tuổi vậy đó. Không ấy, anh tháo ra đi, anh nói thích đơn giản để suông mượt dài vậy đó. Nha, anh tháo ra làm lại từ đầu nha. Dạ nghe. Anh làm lại giùm em. Không, anh có việc anh phải đi rồi. Đây, nè em. Đây là đồ cuốn tóc, hiểu không? Đây, còn cái này là kéo. Em thích thì em cứ xả hết ra, em chải lại. Còn em thích em cắt ngang luôn cũng được nha. Chứ bây giờ anh hết thời giờ rồi. Nhưng mà anh ơi khoan đã. Anh ơi, em mà lấy làm tóc là em tự làm ở nhà rồi. Em đâu có cần phải ra đây cho anh làm đó. Tại vì nếu mà em muốn chải thẳng ra suông thì em nói anh ngay từ đầu, đỡ mất thời giờ của anh, đúng không? Không phải, anh biết không, ngay từ đầu là em thích cái kiểu này lắm. Nhưng mà anh Phong không có thích kiểu này. Kệ anh Phong, anh mặc kệ anh Phong. Anh mặc kệ anh Phong, nhưng mà em không có kệ anh Phong được. Cho nên là anh xử lại giùm em nha. Trời. Trời ơi, nhưng mà anh đang có chuyện gấp và anh rất là mệt. Anh ơi, anh Phong cũng gấp dữ lắm. Nha anh, anh bực mình rồi đó. Anh ơi, là bao ba. Trời ơi, sao mà cậu Khôi lâu quá vậy ta? Anh bây giờ anh vô anh bày trò cho tất cả mọi người chơi đi. Em về em kiếm cách lôi cậu Khôi tới đây. Mà em đi nhanh nhanh rồi quay lại với anh đó. Làm giờ em đi nhanh hơn, bị nhớ em hay sao? Em đi nhanh lắm. Bây giờ anh kiếm một cái lon ha. Rồi anh xin nắm mè đen với nắm hột é anh trộn đều với nhau. Anh lựa ra hai thứ là em tới ngay ha. Nè, em là bạn gái của anh hay là mẹ con cá vậy hả? Anh ơi, anh vẫn không bao giờ vui hết trơn, anh làm em bị mất hứng á. Thôi anh ở đây luôn đi, em không có tới. Thôi đâu. Đi nhanh quay lại đó nha. Nhanh đó. Đó, xong rồi đó, anh cắt bính lại từ đầu, anh cột khăn lên xong rồi. Anh ơi. Hả? Hồi nãy em chụp hình á, em gửi cho anh Phong. Bữa nay bây giờ anh trả lời lại cho em rồi nè. Trả lời sao em? Anh nói là đẹp lắm em ơi, cái khăn đẹp lắm, làm tôn vinh lên nét đẹp mỏ da đỏ của em. Anh Phong thích rồi anh ơi. Ri. Dạ. Em á. Em. Vậy ngay từ đầu em vô tiệm á, em nói anh tháo cái khăn đang cột vậy, anh cột ngang qua em là được rồi, đỡ mất thời giờ của nhau. Thấy không? Trời, em hành hạ anh nãy giờ vậy đó hả? Dạ, nhưng mà anh Phong anh thích như vậy. Rồi rồi, em thích không? Dạ có, anh thích là em vui rồi. Anh ơi, mà em tên Xuân, anh không phải tên Ri đâu nha. Xuân Seri. À, dạ đúng rồi. Trời ơi đẹp quá. Thôi em thích thật vậy thôi, để cho anh xin anh chụp lại một tấm hình nữa nha. Rồi anh chụp nha. 2 3. Nhìn em như là Pocahontas vậy đó. Cô gái da đỏ đó. Vậy hả? Cảm ơn anh, dễ thương quá. Vậy là tính ra nãy giờ anh chụp em 2 lần rồi đó nha. Vậy thì anh cũng phải giảm giá cho em gì chứ hả? Em dạ. Cái đầu của em anh cũng làm 2 lần rồi đó. Anh không tính tiền gấp đôi rồi phạt thêm tiền làm trễ giờ cuộc tiệc của anh đi nữa nè. Dạ, đây em gửi tiền cho anh nha. Em đưa nhiêu cũng được, còn cái khăn ngang thôi mà. Cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ bye bye anh. Dạ. Quyền Anh, coi tiệm giùm cậu vô rửa tay cái trễ giờ rồi. Xin lỗi. Ủa, xin lỗi em. Người Việt hả? Tưởng chị người nước ngoài không? Sao vậy? Thấy giống mọi da đỏ quá vậy nè. Cảm ơn em nha. Anh Phong thích lắm. Anh Phong là ai chị? Bạn của chị đó mà. Dạ em không quen. Vậy hả? Nhìn em
À, nhìn chị chị cũng tính nói giống cái chuẩn bị nói của em. Ờ vậy thôi chị đi nha. Vậy nha, bye bye em. Mà. Nè em ơi. Ủa Quý Anh chị... Thiên Lôi đâu rồi? Thiên Lôi đâu cậu? Chết rồi làm Thiên sao? Thiên Lôi là gì? Con không cần quan tâm. Ủa làm sao cậu xin được số điện thoại đi? Thiên Lôi ơi.